với cái tổng quan như vậy thì chúng ta nên học cái môn tài chính này như thế nào cho nó hợp lý thì các bạn uh, cần phải nhớ rằng học để biết và học để thi là hai cái quá trình khác nhau để có thể đạt được cái kết quả mong muốn thì chúng ta cần phải dành thời gian và có cái chiến lược cụ thể và chiến lược ở đây là gì là chúng ta phải bắt đầu học với các cái chủ đề trọng tâm trước và dành nhiều thời gian để học để ôn luyện các cái chủ đề này và trong cái môn tài chính này thì bằng cái uh, hiểu biết về cái bức tranh toàn cảnh của môn tài chính cũng như là việc chúng ta thống kê cái đề thi của các năm thì chúng ta có thể thấy rằng cái trọng các cái chương quan trọng nhất các cái chương trọng tâm của môn tài chính nó sẽ rơi vào các cái chương là chương 2 chương 3 chương 6 chương 7 chương 8 chương 10 Do vậy thì chúng ta nên dành nhiều thời gian để học các cái chương ngày trước để có thể nắm được cái, những cái kiến thức cốt lõi nhất của môn tài chính sau đó thì cái phần thời gian còn lại chúng ta sẽ phân bổ để chúng ta học các cái chương còn lại sau và khi mà học môn tài chính thì chúng ta cần phải uh, lưu ý một cái điểm sau đó là uh, trong cái đề thi của môn tài chính thì các cái câu hỏi lý thuyết của môn tài chính thường yêu cầu liên hệ với thực tế tức là các cái cách đặt câu hỏi của họ thường uh, không phải là chúng ta có thể dễ dàng lấy từ trong cái phần lý thuyết của môn tài chính ra để chúng ta trả lời do vậy chúng ta sẽ cần phải thực hành nhiều đối với các cái phần câu hỏi lý thuyết của môn tài chính